Đây, được một con to này. Chuột chết rồi con này ấy. Sống đấy, cẩn thận tí nó lại chạy ra đấy. Nếu mà trời không mưa thì khả năng là được nhiều hơn một tí, nhưng mà trời mưa quá. Đây. Một bữa. 2 ngày của anh. Này anh em đi xem bẫy nhá. Đi thu bẫy. Đây. Sang ngày mới trái anh nhá. Đi xem nhưng mà không được. Đây. Anh đi xem bẫy nhưng mà nó bẫy được con chuột, nhưng mà cái này bẫy trượt rồi, nó chạy rồi không được con gì luôn. Đây mình đi câu bẫy nhưng mà hôm nay hơi đen, không được con gì luôn. Thì nhá anh em nhá, đến đây đến quả cái bẫy tiếp theo nhé. Cái này được một con, được một con, nhưng mà chuột con thôi, sao để bé thôi. Cái gì cũng vui anh em ạ. Đi xem mà hôm nay trời cũng được là một mưa. Con vui rồi. Được một con nhé. Nhất cho anh này. Được một con. Đấy. Đấy, anh em vừa đi thu hết bãi về. Bây giờ chuẩn bị về nhà thôi. Qua thì không mưa nhưng mà sáng nay đi thì lại mưa quá. Quả của anh em này. Đây, được một con to này. Chuột chết rồi con này ấy. Con sống đấy, cẩn thận tí nó lại chạy ra đấy. Nếu mà trời không mưa thì khả năng là được nhiều hơn một tí, nhưng mà trời mưa quá. Đây. Hai ngày của anh em tính ra thì 2 ngày, nhưng mà mỗi người một con thôi. Chào anh em nhá, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhá.